Tâm mày bữa nay gì tâm mày? Nay ăn món gì mà tâm mày quay quay video vậy? Mì với lại sâm khoai. Đây là sâm khoai. Sao mà ông sùm quá vậy? Tạm ngưng quá. Đây. Hôm nay tâm mày ăn món làm thịt sông khói là món yêu thích nhất của tâm mày, cộng với lại một món yêu thích tương đương luôn, nhất luôn, đó là mì gói. Mà hôm nay mẹ Di với ba Mẫn cho tâm mày ăn mì gói trộn với thịt sông khói. Trời ơi, là hai cái món mà yêu thích nhất của tâm mày. Yeah, tâm mày được ăn một lượt hai món yêu thích luôn. Thường ăn thịt sông khói với cơm, mà hôm nay tâm mì được mẹ Duyên quên uống cơm nên lấy mì gói ra ăn. Yeah, kết thúc nha các bạn ơi, chúng ta see you again.